Dạ, mến chào tất cả anh chị và các bạn ha. Hôm nay em sẽ chia sẻ nhanh cho anh chị và các bạn cái cách gọi là cái cách xả một bóng phao làm sao nhanh nhất anh chị và bạn. Trước á, thì em cũng có làm một video hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách bơm rồi ha. Cách bơm á, mà nếu như mà mình áp dụng theo cách bơm mà bơm cốc đạp á, thì mình sẽ đẩy cái cồn này vô trong rồi mình sẽ bứt một cái lốp bê ra. Thì anh chị nào chưa xem thì có thể quay lại xem lại những cái video giùm em. Còn nếu không em sẽ để đường link ở dưới phần mô tả ha. Anh chị và các bạn bấm vào đó anh chị và các bạn xem. Còn hôm nay em muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách là cách xả. Đó là những anh chị và các bạn đi tỉnh á, đi buôn bán tỉnh hoặc là đi buôn bán chợ ở những nơi xa cái khu vực mình mà cách khoảng vài chục cây số, 60-70 đến 100 cây số á, thì nhiều khi á mình sẽ chở con cốc đạp theo nữa thì mình sẽ rất là phiền phức. Nên mình sẽ dùng một ống bơm tay, để làm chi? Để mình bơm cái sản phẩm này vô nè anh chị và các bạn. Để mình bơm cái sản phẩm này vô. Mà bơm sản phẩm này vô thì cái hơi ít thì nó sẽ no tròn nhanh. Mà no tròn nhanh thì cái sản phẩm nó sẽ ít bị gắt, ha. Còn mình bơm cốc đạp thì nhiều khi cái hơi nó vô đột ngột quá thì những cái chỗ này nè, nó giãn nở không đều, nó sẽ bị gắt hoặc là gắt trong này. Đó. Thì ý của em là mình đã bơm sản phẩm này bằng ống bơm tay này rồi. Và trong này đã có cái lớp B. Lớp B có nghĩa là sao? Lớp B nghĩa là khi em mở cái này ra thì cái sản phẩm này sẽ không xì, mà không xì thì bên trong nó sẽ có một lớp B. Thì anh chị và các bạn muốn xả cho nó nhanh á, thì anh chị và các bạn dùng cho em một, có thể là một cây tăm, á, hoặc là có thể là một cái cây nào đó, một cái cây nhỏ hơn một xíu cái lỗ này. Rồi anh chị xơm giùm em, xơm cái cây này, xơm như lớp B nè. Khi anh chị xơm á thì anh chị cũng chú ý giùm em á là nó có cái lớp B nằm chính giữa, thì mình sẽ đẩy lớp B nhẹ phân nửa thôi, mình đẩy 50% thôi. Thì cái sản phẩm ở trong này mình vừa đẩy mình vừa đè, mình vừa đẩy mà mình vừa ép hơi ha, ép hơi. Thì cái ở đây em làm video thì vậy, nhưng mà anh chị các bạn ở ngoài hiện tại anh chị các bạn xả thì anh chị các bạn cứ đè như gì, rồi anh chị để xuống, anh chị đè như gì thì cái sản phẩm của mình nó sẽ xì ra rất là nhanh anh chị các bạn ha. Xì rất là nhanh thì mình sẽ dọn, cái hàng hóa, mình sẽ dọn cái hàng nó nhanh hơn thì nó sẽ không bị cồng kềnh. Tại vì nhiều khi mình vận chuyển những cái hàng này nè anh chị các bạn, ở ngoài thị trường mình buôn bán á thì có những chiếc xe mà chở không không chịu xả thì nhiều khi cồng kềnh quá thì gặp giao thông nó cũng sẽ phiền phức đó. Nên em đây có một điều lưu ý cũng quan trọng lắm đó anh chị các bạn. Anh chị cố gắng mà anh chị các bạn xả để cho mình dọn dẹp cho nó gọn gàng hơn đó. Thì để chi tiết hơn nữa thì em xả con rùa ha. Ở đây con rùa thì nó bơm căng no rồi, bây giờ nó xả xuống nè. Thì anh chị các bạn dùng cái tâm anh chị cho các bạn xơm vô, cái lớp B nó xơm vô khoảng 50% thôi. Rồi sau đó anh chị và các bạn có đè xuống thì cái sản phẩm của mình nó vẫn còn lớp B, rồi đợt sau mình đi buôn đi bán nó cũng dễ dàng hơn nữa ha. Đó, anh chị vừa xả anh chị vừa đè. Chứ anh chị mà để nguyên cái sản phẩm như thế này mà anh chị chở về một cái xe to đùng, nó cồng kềnh lắm, rất là cồng kềnh đó anh chị các bạn xem ha. Thì cái ví dụ như mình xả, mình không không xả hết 100% thì mình vẫn có thể mình xả được 50%. Mình xả 50% mình bỏ vô trong bao, trong bọc thì mình dọn về nó cũng đơn giản rồi. Chứ nó không không xả hết được cái hơi giống như cái ban đầu nha anh chị và các bạn. Đó, anh chị xả như thế này nè, 50% như thế này nè. Tại vì nhiều khi gặp cái mùa lễ hay mùa này kia anh chị và các bạn bán á, anh chị và các bạn không xả cứ để như thế này nè. Cứ để con bự như thế này mình chở cho nó rất cồng kềnh. Rồi, video hôm nay em chỉ chia sẻ và lưu ý một vấn đề như vậy thôi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye ha.